Khoa nhãn khoa. Xin chào bác sĩ, tôi không thể nhìn thấy những thứ ở xa. Đừng lo lắng, hãy để tôi kiểm tra giúp bạn. Hãy sử dụng thuốc giãn đồng tử để giúp kết quả chính xác hơn. Hãy di chuyển cần điều khiển, tìm đồng tử và kiểm tra mắt bệnh nhân. Bệnh nhân này bị cận thị, cần phải đeo kính. Hãy sử dụng phương pháp đo thị lực để đo độ đi ốp của mắt bệnh nhân. Nó mở quá. Tôi có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Phép đo là chính xác, hãy lấy một cặp kính mới. Có rất nhiều cọng kính đẹp, bạn muốn chọn cái nào? Hãy bắt đầu cắt kính. Cuối cùng tôi đã có thể nhìn thấy những thứ ở xa hơn một cách rõ ràng. Điều quan trọng là phải bảo vệ đôi mắt của bạn. Hãy ăn nhiều rau hơn và nghỉ ngơi đôi mắt của bạn để đôi mắt sáng hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Khoa nhãn khoa. Bác sĩ, có gì đó trong mắt tôi? Tôi cảm thấy không ổn. Hãy để tôi xem nào. Vẫn còn bụi trong mắt, hãy rửa sạch chúng thêm một chút. Hãy chuẩn bị dụng cụ để rửa mắt. Nước có thể rửa sạch tất cả các hạt nhỏ trong mắt. Hãy lau khô nước trên mắt để bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Thật là kỳ diệu, mắt tôi không còn đau nữa. Nếu có thứ gì bẩn trong mắt bạn,
đừng rủi mắt, hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Khoa nội khoa. Xin chào bác sĩ, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. Đừng lo, tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho bạn và bắt đầu điều trị. Hãy xem thử điều gì đã xảy ra với bệnh nhân. Salep ini dapat membantu memulihkan wajahmu yang bengkak. Hãy kiểm tra và tìm ra các vấn đề. Bệnh nhân có cảm giác khó chịu ở bụng. Ada banyak bakteri di dalam usus. Mari kalahkan mereka dengan obat. Tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ. Đây là việc của tôi. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy nhanh chóng đến bệnh viện. Tiệm thuốc. Xin chào, bạn có thể giúp tôi lấy thuốc được không? Được rồi, vui lòng xuất trình thẻ ID y tế của bạn. Bây giờ hãy đọc thẻ. Chúng ta hãy xem bệnh nhân cần loại thuốc nào. Tìm loại thuốc mà bệnh nhân cần. Bỏ thuốc vào giỏ. Đã đóng gói xong, của bạn đây. Đừng quên lấy thẻ ID y tế ra nhé. Thuốc sẽ xua tan cơn đau và bệnh tật và giúp cho bạn khỏe mạnh. Hiểu rồi, cảm ơn.